Nam mô tát sa Nam mô tát sa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma sambuddhassa Samma sambuddhassa Nam mô tát sa Nam mô tát sa Bhagavato Bhagavato Arahato Samma sambuddhassa Samma sambuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma sambuddhassa Samma sambuddhassa Kính bạch sư, con xin hỏi khi quán hơi thở và niệm buông thì khi nào quán hơi thở, khi nào niệm buông? Nếu thực hiện cả hai thì thở vào thở ra, thì lúc thở ra niệm buông có đúng không? Đây là hai đề mục thiền khác nhau. Niệm buông là một đề mục thiền khác, và quán hơi thở là một đề mục thiền khác. Quý vị có thể xem việc niệm buông là một bước chuẩn bị để tâm của chúng ta trở nên trong sạch. Sau khi tâm trở nên trong sạch rồi thì chúng ta bắt đầu chuyển qua hơi thở. Và khi đã chuyển qua hơi thở rồi thì chúng ta tập trung vào hơi thở. Khi đang ngồi thiền mà bị côn trùng cắn phải dừng thiền để xử lý thì có ngồi tiếp không, hay phải chuyển sang đi thiền? Nếu như quý vị bị kiến cắn mà có thể xử lý ngay lúc đó thì thôi, không vấn đề gì. Nhưng nếu như kiến nó bắt đầu nó làm tổ rồi nó bò lên trên người của mình thì quý vị có thể đi thiền, không vấn đề gì. Việc mình ngồi hay đi vào lúc này tùy thuộc vào việc cái tư thế nào nó có thể hỗ trợ tốt cho mình. Bởi vì có một số vị khi ngồi thiền thì kiến nó hay tập trung nó cắn, thì trong trường hợp đó vị ấy có thể đi, không vấn đề gì. Còn nếu không phải như vậy thì nếu như mình có thể ngồi tiếp mà không ảnh hưởng thì quý vị có thể ngồi thiền. Đi thiền như thế nào là đúng đắn nhất? Gót chân chạm đất trước hay bàn chân chạm đất trước? Bình thường quý vị đi như thế nào thì bây giờ quý vị đi như thế đó. Đừng cố thay đổi tư thế đi của mình, hãy đi một cách tự nhiên. Nếu quý vị còn băn khoăn không biết cách đi thì hãy bưng một tô nước đầy và tập đi trong nửa tiếng đồng hồ. Làm sao để cho tô nước đầy không bị đổ? Thì sau khi quý vị đi chừng nửa tiếng đồng hồ, sư tin là quý vị biết được tư thế đi nào là của mình. Quán thân bất tịnh giúp được gì cho việc thiền? Việc quán thân bất tịnh giúp cho quý vị giảm thiểu được tham dục, hoặc thậm chí đi đến sự diệt trừ tham dục, trấn áp tham dục trong khi quý vị hành thiền. Tham dục là một trong năm triền cái, là thứ rất là mạnh mẽ mà nếu như chúng ta có thể diệt trừ được thì chúng ta có thể tiến được rất xa trong khi hành thiền. Sư cho con hỏi, nghi thức để thọ bát quan trai tại nhà, vào ngày thọ bát quan trai tại nhà con có thể làm những việc nhà như đi chợ nấu ăn được không? Nghi thức thọ bát quan trai tại nhà thì quý vị cũng có thể tự đọc ở trong cái quyển màu xanh đều được. Khi quý vị thọ bát quan trai tại nhà thì mình không làm bất kỳ công việc nào khác ngoài việc thực hành thiền. Cụ thể là khi quý vị tham gia khóa thiền, mình sinh hoạt như thế nào thì khi chúng ta thực hành bát quan trai tại nhà, chúng ta cũng thực hành như thế đó.
có nghĩa là quý vị được ăn nhưng không được nấu, không được đi chợ, không được đi làm. Quý vị có thể tắm rửa, giặt giũ nếu cần thiết, còn không thì để đó ngày mai làm cũng được. Thậm chí đó, được khuyến khích là buổi sáng ngày hôm đó mình nên tắm rửa sạch sẽ, sau đó hãy thọ bát quan trai. Bởi vì như vậy trong ngày hôm đó mình không phải bận tâm vào việc tắm rửa nữa. Cho nên việc thọ bát quan trai là việc chúng ta phải thực hành pháp, chứ không đơn giản chỉ là chúng ta giữ tám giới là được. Khi tham gia khóa thiền để tu tập, con giữ bát quan trai giới, nhưng khi hết khóa thiền con về giữ bát quan trai giới. Do là Phật tử tại gia phải nấu cơm cho gia đình, nếu con nấu cơm không ăn thì có được gọi là giữ bát quan trai giới không thưa sư? Nếu như quý vị giữ bát quan trai giới lâu dài, tức là một tuần, một tháng, ba tháng, thì trong khi đó quý vị có thể nấu ăn. Nhưng mà trên tinh thần là chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian cho các việc khác. Chính vì lẽ đó vào thời Đức Phật, những người muốn thọ bát quan trai giới trong 3 tháng, các vị ấy sẽ đi vào chùa. Bởi vì khi vào chùa, các vị ấy không phải vướng bận các công việc gia đình. Con rất khó cảm nhận hơi thở của mình. Thường con chỉ cảm nhận được hơi thở vào, mà nghe tiếng chuông là biến mất. Có cách nào để cải thiện không? Việc theo dõi hơi thở là một việc khó. Hơi thở không phải là một đề tài đơn giản. Đó là một đề mục thiền cao cấp. Như sư nói, nó thuộc về lãnh vực của chư Phật độc giác và chư Phật chánh đẳng giác. Tất cả các đề mục thiền khác, quý vị càng tập trung thì đề mục thiền đó càng rõ ràng. Riêng hơi thở, chúng ta càng tập trung thì hơi thở càng vi tế, và thậm chí chúng ta không nắm bắt được hơi thở. Cho nên đề mục thiền hơi thở không phải là một đề mục thiền dễ. Thành ra chỉ có một cách là chúng ta phải kiên trì thực hành. Giống như khi quý vị nghe tiếng chuông, thì tiếng chuông ban đầu rất là dễ nghe, nhưng càng về sau tiếng chuông càng nhỏ, mình càng phải lắng tai hơn để mình nghe. Thành ra là phải kiên trì thực hành thôi, chứ không có cách nào khác hết. Giống như bây giờ một người mới tập lái xe còn vụng về, hỏi làm sao để hết vụng về, thì chỉ có cách nói là thực hành nhiều hơn nữa. Thực hành càng nhiều hơn nữa thì từ từ nó hết vụng về thôi. Sư cho con hỏi, nếu người chồng ngoại tình, người vợ dù đã tha thứ, nhưng vì người chồng không chịu giữ giới nên người vợ quyết định ly dị, khi gia đình chồng phản đối, thì vậy người vợ có phạm lỗi gì không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Quý vị cẩn thận, khi chúng ta không tu tập thì dù cho chúng ta quyết định ly dị hay không quyết định ly dị, chúng ta vẫn bị thúc ép bởi phiền não. Cho nên khi đó, dù quý vị ly dị hay không ly dị, đó đều là bất thiện nghiệp. Thấy kẹt không? Mình có bỏ ổng nó cũng là nghiệp bất thiện, mà mình không bỏ ổng nó cũng là nghiệp bất thiện. Làm là cũng bất thiện, mà không làm cũng bất thiện.
Tại sao? Tại vì chúng ta quyết định do động lực của phiền não thúc đẩy. Phiền não thúc đẩy thì mình có quyết định cái gì nó cũng sai hết trơn. Vấn đề là phải giải quyết tâm của mình trước. Quý vị đã có một quyết định đúng đắn khi thực hành tứ niệm xứ. Khi thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sẽ nhìn rõ tâm của mình. Và khi chúng ta giải quyết được tâm của mình, làm cho tâm của mình trở nên trong sạch và thanh tịnh, khi đó dù cho quý vị có quyết định là ly hôn hay không ly hôn, đó đều là quyết định đúng đắn. Có nghĩa là nếu như chúng ta bị thúc ép bởi phiền não thì tất cả các quyết định của chúng ta đều là sai lầm. Còn nếu như tất cả các quyết định của chúng ta được tác động bởi trí tuệ và một nội tâm trong sạch thì dù quý vị có quyết định cái gì, nó vẫn là quyết định đúng đắn. Cho nên vấn đề ở đây là mình phải giải quyết cái tâm của mình trước. Con có những lời nguyện tương tự như câu nguyện cho con sớm hết nghiệp. Lúc con còn nhỏ, không biết nguyện lúc còn nhỏ có ứng nghiệm không và làm thế nào để hủy lời nguyện. Thì bây giờ mình chỉ cần nguyện lại là lời nguyện khi xưa của tôi là nguyện trả nghiệp, nguyện cho bây giờ không còn tác dụng nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Trong tất cả 10 ba la mật có một cái là gọi là cái quyết định, gọi là cái nguyện lực. Cái nguyện lực đó là một sức mạnh nha, quý vị đừng coi thường. Cái nguyện lực bản thân nó là một sức mạnh, cho nên mình có thể dùng một sức mạnh để mình hủy một sức mạnh khác, có thể được. Bạch sư cho con hỏi cách để bớt phán xét đánh giá người khác, đặc biệt là các bạn thiền sinh. Xin sư cho con hỏi cách để phát triển tâm từ, để không phán xét người khác thì hãy nhìn lại chính mình. Các phương pháp sư hướng dẫn quý vị đều là phương pháp để nhìn chính mình. Khi thấy người khác làm việc khiến mình phiền não, hãy nhìn lại chính mình. Nhìn lại phiền não của chính mình. Và nhớ, hãy nhìn chính mình chứ đừng nhìn cái làm cho mình phiền não. Nghĩa là nếu người khác làm cho mình bất mãn, hãy nhìn vào trạng thái bất mãn của tâm, chứ đừng nhìn vào cái làm cho tâm bất mãn. Vì khó chịu, bất mãn, đó là một trạng thái của tâm. Nhớ, hãy nhìn vào trạng thái của tâm, đừng nhìn vào đối tượng làm cho tâm bất mãn. Thì khi chúng ta nhìn thấy được tâm của mình, từ đó chúng ta có thể diệt trừ nó. Trong suốt quá trình hướng dẫn quý vị thực hành tứ niệm xứ, sư sẽ hướng dẫn tuần tự, theo đó sẽ đến đề mục là quán tâm trên tâm. Sư sẽ nói một cách rõ ràng hơn đối với quý vị về cách để phát triển tâm từ. Đầu tiên, chúng ta phải hướng tâm từ đến chính mình. Hãy biết ơn tấm thân tứ đại này, bởi vì mình nương nhờ vào nó để mình có thể tu tập. Chính bởi vì như vậy, mong cho tấm thân này được an vui. Sau đó, hãy hướng tâm đến người mà mình kính mến, kính trọng. Ở đây đó, phải là người cùng giới tính,
không phải là người khác giới tính. Khi mình hướng tâm về vị ấy với lòng kính trọng, ví dụ như những người thí chủ đã giúp đỡ cho chúng ta trong khóa thiền, hãy quán tưởng họ như cha, như mẹ của mình. Bằng cách đó, tâm từ sẽ phát khởi trong ta, và chúng ta hướng tâm từ của mình đến với những vị ấy và mong cho những vị ấy được sự yên vui. Khi quý vị phát triển tâm từ bằng cách đó, chúng ta sẽ nắm được trạng thái của tâm từ, tức là tâm của chúng ta đó, có một trạng thái là trạng thái của tâm từ. Chúng ta nắm lấy đó và chúng ta phát triển đó. Có một số điều lưu ý dành cho những người mới thực hành tâm từ, đó chính là khi mới thực hành tâm từ, chúng ta không được hướng tâm từ đến người mà mình bất mãn. Ví dụ như các bạn đồng tu làm cho mình bất mãn, vì mình mới thực hành tâm từ, mình không nên hướng tâm từ đến những người làm cho mình bất mãn. Bởi vì tâm từ của mình chưa đủ mạnh mẽ, nó sẽ làm cho mình bị khó chịu và không phát triển được tâm từ. Thay vào đó, chúng ta nên thực hành tâm bi hoặc tâm xả. Tâm bi là như thế nào? Là chúng ta thương các vị ấy. Ví dụ như đi vào trong khóa thiền mà vẫn còn phiền não, từ đó đó mình phát triển lòng bi mẫn và mong cho vị ấy hãy sớm thoát khỏi những phiền não. Hoặc là phát triển tâm xả bằng cách suy tư mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Và cái cách sư hướng dẫn quý vị trong ngày đầu tiên, quý vị có thể làm chính là buông. Người ta làm cho mình phiền não, buông. Đó là cách đơn giản nhất. Thánh đạo và thánh quả có khác nhau không? Thánh đạo là cái trạng thái cắt đứt phiền não. Còn thánh quả đó là trạng thái sau khi đã cắt đứt phiền não. Nó giống như một người mắc nợ thì người ấy trả nợ, thì nó có hai khoảnh khắc. Khoảnh khắc thứ nhất là khoảnh khắc người ấy trả nợ, và tiếp theo đó là người ấy sống trong trạng thái của một người không mắc nợ. Thánh đạo là khi vị ấy dùng trí tuệ để diệt trừ những phiền não tương ứng, và sau đó đó vị ấy sống trong tâm thánh quả, tức là tâm của phiền não đã được diệt trừ rồi. Thành ra hai cái này nó khác nhau ha. Tục đế và chân đế là gì của sống với thiền định và thiền quán? Có phải là sống với chân đế không? Tục đế là những thứ mà chúng ta chế định, định đặt, quy định, thì chúng ta gọi đó là tục đế. Còn chân đế là bản chất. Sư lấy ví dụ sự vô thường, thì cái tên gọi vô thường đó là tục đế, bởi vì đó là danh từ chúng ta định đặt, quy định, quy ước
chúng ta gọi đó là vô thường. Còn bản chất của vô thường á, cái tính chất của nó là chân đế. Thành ra khi chúng ta thực hành thiền quán thì như sư nói, chúng ta đơn giản chúng ta ghi nhận, biết rõ. Thì khi chúng ta biết rõ như vậy á, chúng ta vẫn là đang biết với tục đế đó, nhưng chúng ta làm việc với chân đế là làm việc cái gì? Chúng ta thấy được cái bản chất của các pháp, đó chính là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cái bản chất đó chúng ta không cần phải gọi tên đó, thì nó vẫn là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng sư không khuyến khích, không khuyên chúng ta chơi đùa với ngôn ngữ theo cái kiểu khi nào chúng ta hiểu được vô ngã không phải là vô ngã thì đó mới là vô ngã. Sư không khuyến khích kiểu chơi đùa với ngôn ngữ, mà sư khuyến khích kiểu thực hành để hiểu được vô ngã là gì. Cho nên khi chúng ta thực hành phương pháp tứ niệm xứ rất là rõ ràng. Hãy tránh những phương pháp mà nghe thì nó rất là hay, nhưng nó chỉ đơn thuần là sự chơi đùa với ngôn ngữ, nó không giúp ích cho chúng ta mà nó chỉ đem đến sự tai hại thôi. Bạch sư cho con hỏi, làm sao để quán thân đối với người khác nhằm giảm tham dục về sắc tài của mình đối với họ? Như sư nói khi sáng, đầu tiên chúng ta phải quan sát tấm thân này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bao gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, mủ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Tất cả các thành phần cấu tạo nên thân, 32 thể chuyển, nó là một túi với hai đầu bịch kính. Mà ở đây chúng ta có tới 9 cái lỗ mà thường hay rò rỉ các chất bẩn. Thì chúng ta thấy rõ, nhìn thấy được bản chất của tấm thân này được cấu tạo bởi những thứ bất tịnh, bất mỹ. Khi chúng ta có thể nhìn thấy tấm thân này một cách rõ ràng như vậy, khi định và niệm của chúng ta phát triển, thì chúng ta nhìn người khác vẫn có thể thấy nó như vậy. Sở dĩ chúng ta nhìn người khác chúng ta chưa quán tưởng được, đó là bởi vì chúng ta còn chưa thuần thục. Như trường hợp một vị tỷ kheo, khi vị ấy quán tướng bộ xương. Quán tướng bộ xương là quán như thế nào? Như sư nói, khi xét đến thân này gồm có thịt, gân, xương, thì vị ấy dùng tướng bộ xương, vị ấy quán từ trên xuống dưới, nhìn thấy rõ đây là xương sọ nè, răng nè, xương cột sống nè, xương sườn nè, xương các đốt, các khớp ngón tay, xương chậu, xương đùi, xương chân. Vị ấy nhìn thấy rõ bộ xương của mình như thế. Và khi vị ấy đi khất thực, vị ấy liên tục tập trung vào tướng bộ xương, liên tục quan sát bộ xương đang di động. Lúc bấy giờ có một cô gái giận dỗi chồng đi ngược hướng với vị ấy. Khi nhìn thấy vị này, cô gái mới vỗ tay cười chọc ghẹo. Khi vị tỷ kheo nhìn lên thấy cô gái cười, thì vị ấy ngay lập tức nhìn vào hàm răng của cô gái. Thì hàm răng là một cái tướng bộ xương,
Từ đó đó vị ấy phóng phóng ra, là từ hàm răng phóng ra lên tới hộp xương sọ này, phóng xuống dưới là xương cột sống đó, xương sườn, xương tay, xương chân. Và vị ấy nhìn thấy chỉ có bộ xương đang di động. Và vị ấy tiếp tục đi thiền. Lúc bây giờ người chồng đi tìm, hỏi là thầy có thấy vợ tôi hay không? Thì vị này mới thành thật trả lời: tôi chỉ thấy một bộ xương vừa đi ngang qua đây, tôi không biết đó có phải vợ anh hay không. Khi chúng ta thực hành quán một cách thuần thục, chúng ta sẽ thấy rõ đối tượng của thân này và đối tượng của thân khác. Từ đó chúng ta sẽ không còn tham dục. Như sư nói, trong trường hợp vị tỷ kheo thì trong con mắt vị ấy lúc bấy giờ chỉ có một bộ xương đang di động. Thành ra vấn đề ở đây là chúng ta có thực hành thiền định một cách liên tục và thuần thục hay là không. Khi mình thất niệm, mình sẽ làm lại hành động ấy để quan sát lại, mục đích để dạy tâm mình được thuần thục hơn. Nhưng nhiều khi cũng sẽ có trường hợp xảy ra, theo con nghĩ là do mình chấp vào đề mục mình đang theo dõi, và vì tâm hối nên mình phải lặp lại. Như vậy có cách nào để mình không tư duy theo cách như vậy không, bạch sư? Ở đây có một từ gọi là ayoniso manasikara. Ayoniso tức là không hợp lý. Manasikaroti tức là suy tư. Nghĩa là khi chúng ta suy tư không hợp lý thì tự chúng ta làm rối chính mình, tự chúng ta làm đau khổ chính mình. Lẽ ra việc thực hành giúp cho chúng ta thiền định được tốt hơn, giúp cho chúng ta chánh niệm được tốt hơn, thì chúng ta lại sa vào hí luận. Rồi từ đó chúng ta chơi đùa với những khái niệm và ngôn ngữ. Thành ra là tự mình làm rối chính mình đó, chứ không ai làm rối mình chứ. Trong khi đó ở đây chỉ đơn giản là khi chúng ta làm một hành động nào đó mà thất niệm, thì chúng ta lặp lại hành động đó trong chánh niệm. Tất cả các hành động của chúng ta đều được ghi nhận một cách rõ ràng. Chỉ đơn giản thế thôi. Còn cái tâm gọi là cái tâm trạo hối, là khi mình làm một việc bất thiện nào đó, từ đó nó thiêu đốt do mãnh lực của phiền não, làm cho tâm có trạng thái ưu. Còn khi chúng ta phát hiện chúng ta đã cử động một cách thiếu niệm, thì chúng ta lặp lại hành động đó. Việc quyết định này nó không xuất phát từ tâm trạo hối với cảm thọ ưu, mà nó được quyết định bởi tâm sở niệm và trí. Nó khác nhau. Khi con tập trung trên đề mục thì cơ môi trên con bị vảnh lên, cơ hàm con cứng lại. Con nghe lời sư để tâm ra xa tí xíu, nhưng khi đó trước mặt con là một khoảng không trống rỗng. Mặc dù có để tay nhưng con không cảm nhận được. Lúc đó thì tâm bị phóng dật hoặc sẽ bị rơi vào hôn trầm. Trong trường hợp đó, quý vị có thể chuyển sang quán thân trên thân.
Đó là lý do sư hướng dẫn quý vị các đề mục tứ niệm xứ. Nhờ như vậy, khi chúng ta không thuần thục hoặc bối rối với một đề mục nào, chúng ta có thể chuyển sang đề mục khác. Tại sao như vậy? Bởi vì sư nói rất nhiều lần, đề mục thiền hơi thở là một đề mục cao cấp. Nó đòi hỏi chúng ta đó phải có sự kiên trì, phải có sự nhẫn nại, phải có sự thực hành một cách tinh tấn dữ lắm, thì chúng ta mới có thể nắm bắt được hơi thở. Mà ngay cả như vậy, chúng ta có sự kiên trì, có sự nhẫn nại, có sự nỗ lực thực hành, thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong khi thực hành thiền hơi thở. Bởi vì thiền hơi thở đặc biệt hơn tất cả các đề mục thiền khác. Nó không phải là một đề mục thiền đơn giản. Cho nên nếu như quý vị có thể thực hành thiền hơi thở tốt thì không vấn đề gì. Nhưng nếu như quý vị bị bối rối thì không sao. Tiếp tục qua đề mục thiền khác. Sau khi quý vị thực hành một cách thuần thục, quý vị quay trở lại hơi thở, thì khi đó quý vị lại theo dõi hơi thở một cách tốt hơn. Đôi khi vấn đề nó chỉ nằm ở chỗ là cái niệm và định của chúng ta chưa được thuần thục thôi. Con từng nghe sư nói mình phải có lòng xả thí, nhưng vậy còn việc bố thí hợp trí thì có đối nghịch với việc xả thí hay không? Quý vị bị nhầm lẫn. Bố thí hợp trí là như thế này. Thứ nhất là chúng ta có sự chuẩn bị trước khi làm. Ví dụ như thấy ban tổ chức một khóa thiền, thì trước khi chúng ta chuẩn bị bố thí, chúng ta có sự xem xét là việc tổ chức như thế cần cái gì, cần bao nhiêu, khả năng giúp đỡ của chúng ta là tới đâu. Chúng ta có sự suy tư, có sự chuẩn bị. Đó là trước khi làm. Nó sẽ tránh trường hợp là chúng ta bố thí những thứ người khác không cần. Ví dụ như trong đợt những cái mùa bão lũ, quý vị thấy là nhiều người gom quần áo cũ rất là nhiều, nhưng mà cái nhu cầu của người dân họ không cần nhiều tới như vậy, dẫn đến là đồ cũ người ta quăng bỏ ngoài đường, rồi mình trách người ta cho sao mà không có tôn trọng. Nhưng đó là do ngay từ đầu mình đã không tìm hiểu kỹ nhu cầu của người khác. Hoặc là quý vị thấy khóa thiền hoan hỷ quá, quý vị kéo hai xe tải, một xe tải thôi, một xe tải thì chết rồi, kéo một xe tải mì gói, quý vị tới quý vị Hùng Phước khóa thiền. Thì Hùng Phước thì nhận thôi, chứ còn chắc chắn là khóa thiền của sư không xài. Tại sao bắt thiền sinh 7 ngày ăn mì gói hả? Có thấy cái đó hơi ác không? Thì khi đó là mình không có trí tuệ. Có lòng bố thí là tốt đó, mà mình không có trí tuệ để suy xét. Cho nên đó là trí tuệ trước khi làm. Hợp trí trong khi làm là như thế này. Là mình khi bố thí, mình chọn vật quăng bỏ hay là vật mà mình đang xài tốt. Bố thí cũng có nhiều kiểu, người ta cho những đồ người ta quăng bỏ, xài không xài, bỏ thì tội, người ta đem ta cho bố thí, thì đó là bố thí không có trí tuệ. Rồi trong khi bố thí, chúng ta bố thí tận tay hay là bố thí không tận tay?
Rồi trong khi bố thí, chúng ta bố thí bằng lòng cung kính, tôn trọng, hay là bố thí trong sự coi thường người khác? Quý vị hùng phước cúng dường khóa tu thì chúng ta rất dễ bố thí cúng dường trong sự tôn kính coi trọng. Nhưng có đôi khi chúng ta bố thí cúng dường cho những người nghèo mà chúng ta là những người giàu thì hiếm khi chúng ta có sự tôn trọng đó lắm. Thì đó là trí tuệ đó. Rồi khi chúng ta đang bố thí thì chúng ta có để những tâm bất thiện xen kẽ hay là không? Nghĩa là chúng ta bố thí như thế là chúng ta đang bố thí bằng nội tâm có hỷ hay là một nội tâm sân? Có người bố thí bằng tâm sân nha, tức là người ta thấy không vừa lòng á, rồi người ta cho mà cho bằng thái độ hậm hực, bực mình, hoặc đang bố thí mà nghĩ đến chuyện gia đình, nghĩ đến những chuyện không vừa lòng, thì họ cũng làm cho tâm của họ bị ô nhiễm. Đó là trí tuệ trong khi bố thí. Rồi khi bố thí như vậy là chúng ta bố thí có mục đích hay bố thí không có mục đích? Bố thí có mục đích là như thế nào? Đó chính là chúng ta bố thí đây nhằm mục đích hướng đến sự chấm dứt khổ, nhằm mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Nhớ dùm sư, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát của chúng ta, khi Ngài làm việc bố thí, Ngài đều làm với mục đích hướng đến đạo quả Chánh Đẳng Giác. Đó là bố thí có mục đích. Rồi bố thí có hiểu gì về nghiệp và quả của nghiệp hay không? Hay là mình bố thí mà mình dốt nát về nhân quả? Thì đó cũng là trí tuệ. Đó là trí tuệ trong khi bố thí. Còn trí tuệ sau khi bố thí là sau khi bố thí rồi, mình có để cho tâm hối hận xuất hiện hay không? Ví dụ như mình bố thí xong rồi phát hiện cái người đó bất xứng, thì mình có để tâm mình hối hận hay không? Hay là mình bố thí nó lỡ quá tay, sau đó mình sống trong khó khăn? Ví dụ như tháng này mình lãnh lương, trong khi hoan hỷ quá, mình đem hết tháng lương của mình, mình đi mình bố thí. Rồi trong tháng đó mình sống trong khó khăn, mình có bị hối hận hay không? Thí dụ như suy tư, biết vậy hồi trước mình bố thí để lại tí xíu để có ăn cua trong tháng. Đó là quyết định có trí tuệ hay không có trí tuệ đó. Người có trí tuệ sẽ không để cho tâm của mình bị hối hận sau khi bố thí. Rồi sau khi bố thí, mỗi lần nghĩ lại mình có sự hoan hỷ hay không? Đặc biệt là lỡ bố thí với những người không có giới hạnh. Thí dụ như mình đã bố thí đến những người ăn xin, rồi sau khi nghĩ lại mình có hoan hỷ hay không? Hay mỗi lần nghĩ lại mình lại ưu phiền? Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì có một số trường hợp mình bị gạt người ta mượn cái danh từ thiện để người ta gạt mình, rồi mỗi lần mình nghĩ lại mình bực bội, mình khó chịu. Thì như vậy là mình không khéo. Do đó cái trí là nằm ở chỗ đó. Sư chưa nói cái chuyện liên quan đến việc xả thí hay là bố thí nha. Còn việc xả thí là như thế này, là mình bố thí với mục đích bỏ đi.
với mục đích xả bỏ, với mục đích ly tham, với mục đích giải thoát. Nghĩa là khi mình xả bỏ, mình không mong cầu đền đáp, nhưng nó vẫn có mục đích nhé. Và mục đích đó là gì? Để ly tham, để giải thoát. Mục đích bố thí của mình là để xả bỏ sự chấp thủ, xả bỏ sự tham lam. Đó là mục đích đó. Chừng nào mục đích của mình là cầu danh, cầu lợi thì đó mới không phải là xả thí. Chứ đừng nghe đến chuyện bố thí có mục đích là tự nhiên là mình mặc định nó là vì danh, vì lợi, là xấu, là ác, là không nên. Thì không phải. Đó là do định kiến cá nhân. Nếu thiền hơi thở thì tâm chú nơi điểm theo dõi hơi thở, vậy thực hành thân hành niệm thì tâm mình sẽ xuất hiện định, niệm, tuệ đều có mặt để ổn định, báo cáo, suy xét từng cử động cơ thể và thành phần cấu tạo của cơ thể. Nghĩa là tâm của mình không cố định tại một điểm như thiền hơi thở, đúng không ạ? Đúng vậy. Mà điểm cố định của chúng ta là cố định nơi tâm của chúng ta quan sát. Ví dụ như khi chuyển động thì chúng ta chú ý ở nơi sự chuyển động. Hoặc khi chúng ta quan sát cấu tạo của thân thì định của chúng ta nó sẽ nằm nơi phần mà chúng ta quan sát. Nó sẽ không cố định ở điểm hơi thở. Cho nên đôi khi có một số dòng thiền như là dòng thiền ba ốc thì yêu cầu hành giả chỉ thực hành thiền quán sau khi đạt đến tứ thiền hơi thở. Thì đương nhiên đó là cái chuẩn, sư không có phản đối, đó là cái chuẩn. Bởi vì khi chúng ta có tứ thiền hơi thở, chúng ta theo dõi thân này nó tốt hơn. Còn khi chúng ta chưa đạt tứ thiền hơi thở thì việc theo dõi sự chuyển động của thân nó sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên do cái phước của mình có chắc gì mình đạt được tứ thiền hơi thở đâu, và việc thực hành tứ niệm xứ cũng không phải là bắt buộc phải đạt đến tứ thiền hơi thở, và tùy theo mỗi người mà yêu cầu định tâm là không giống nhau. Tuy nhiên bắt buộc phải có định tâm, bởi nếu không có định tâm chúng ta không thể tập trung để quan sát thân này được. Hôm qua sư có giảng pháp về tham và sân bắt nguồn từ thích và ghét, thì con cảm thấy rất sợ, bởi lẽ một con người định nghĩa bởi những gì người đó thích hay ghét, ngẫm lại hay thấy ở thời điểm hiện tại, thì khi có bất cứ cảm thọ nào khởi lên con cũng tự động phán xét là thích hay ghét. Điều này làm con thật sự tuyệt vọng vì mình liên tục tạo ác nghiệp ạ. Con nên làm gì trong trường hợp này? Suy nghĩ rằng mình tạo bao nhiêu ác nghiệp cũng không sao, miễn là mình có tạo thiện nghiệp có đúng không? Khi mà chúng ta bị tác động bởi thích và ghét thì chúng ta tạo nghiệp. Sư nói sơ về 12 nhân duyên cho quý vị hiểu. Do không biết về tứ đế, tức là không biết về khổ và con đường diệt khổ, cho nên chúng ta tạo các ác nghiệp, tạo các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác cho nên chúng ta đi đầu thai. Do đi đầu thai cho nên chúng ta có thân và có tâm. Do có thân và có tâm
Cho nên chúng ta có các giác quan và các đối tượng của các giác quan. Do chúng ta có các giác quan và đối tượng của các giác quan, cho nên hai anh này đó tiếp xúc với nhau. Khi căn và cảnh tiếp xúc với nhau thì nó sẽ cho ra cảm thọ, tức là cảm giác. Tức là cảm giác này là gì? Dễ chịu hay khó chịu? Chính vì cái sự dễ chịu hay khó chịu này nè, mà chúng ta thích hay ghét. Mà do chúng ta có thích và có ghét, cho nên chúng ta có sự dính mắc. Chính bởi vì chúng ta có sự dính mắc, cho nên chúng ta có phản ứng bằng tham hay sân. Cái gì thích thì phản ứng bằng tham, cái gì không thích thì phản ứng bằng sân. Chính vì chúng ta phản ứng bằng tham hay sân, cho nên chúng ta tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác. Chính bởi vì chúng ta tạo các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta tiếp tục đi đầu thai. Mà bởi vì còn đi đầu thai, cho nên không thoát khỏi già, bệnh, chết, vân vân. Thì như vậy, mục đích của việc thực hành tứ niệm xứ là gì? Khi các căn gặp phải các cảnh, hai anh này gặp nhau, chúng ta giải quyết nó bằng chánh niệm. Rõ ràng, từng cử động chúng ta đều có sự nhận thức. Ăn, uống, nhai, nếm đều có sự nhận thức. Quan sát tấm thân này trong sự nhận thức. Khi chúng ta làm việc có sự nhận thức thì có phải là các căn tiếp xúc với các cảnh, tức là các giác quan tiếp xúc với đối tượng của mình, chúng ta tiếp xúc phải chân lý, mà chúng ta không tiếp xúc nó phải thích thì ghét. Thấy rõ nhất, sự ví dụ như trong khi ăn, khi chúng ta ăn rõ ràng là căn tiếp xúc với cảnh. Nhưng mà khi chúng ta có sự chánh niệm thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận là đang nhai. Thì như vậy chúng ta không tạo điều kiện cho tham và sân sanh khởi. Hoặc là khi sư đang nói mà cái micro nó không hoạt động, chỉ đơn giản ghi nhận là micro không hoạt động. Hoặc nếu lỡ cái này sư nói hơi sớm nha, đáng lẽ là phải tới ngày mai hoặc ngày mốt, sư nói hơi sớm. Tâm của mình quan sát tâm hoặc quan sát cảm thọ, nếu như có cảm thọ khó chịu, ngay lập tức chánh niệm biết rõ, nhìn thấy trạng thái khó chịu của tâm, nhìn thấy nó ngay, giải quyết nó ngay. Thì như vậy là chúng ta giải quyết ngay chỗ các căn tiếp xúc với các cảnh, hoặc giải quyết ngay nơi cảm thọ, mà chúng ta giải quyết nó bằng niệm và tuệ, chứ chúng ta không giải quyết nó bằng tham và sân. Do đó việc thực hành tứ niệm xứ giúp cho chúng ta cắt đứt vòng lẫn quẩn mà sư đã nói ngày hôm qua. Do đó chúng ta nên và cần phải thực hành tứ niệm xứ một cách liên tục, bởi vì đây là con đường duy nhất giúp cho chúng ta cắt đứt vòng tròn duyên khởi. Còn suy nghĩ là mình tạo bao nhiêu ác nghiệp cũng không sao, miễn là mình có tạo thiện nghiệp thì không nên như vậy. Bởi vì khi chúng ta có suy nghĩ đó, rất dễ rơi vào trường hợp là chúng ta coi thường ác nghiệp. Tức là tôi cứ làm nghiệp ác đi, cứ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cho thoải mái đi,
rồi tôi làm thiện nghiệp bù vào. Đó là một trạng thái coi thường ác nghiệp, và chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Nó giống như việc ăn uống thì bao gồm tránh ăn đồ độc hại, ăn những đồ lành. Mà nếu lỡ ăn đồ độc hại thì cần phải uống thuốc, ví dụ như uống thuốc chống tiêu chảy. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình thấy món đó ngon quá, mình biết rõ là món đó ăn vô nó độc hại, nó sẽ tiêu chảy đó, là mình kiếm thuốc, mình cứ ăn, ăn xong rồi uống thuốc tiêu chảy, thì đó là điều không có nên. Hoặc như người bị bệnh tiểu đường được khuyến khích là không ăn bánh ngọt, không ăn đồ ngọt, mà mình thèm ăn đồ ngọt quá, mình cứ ăn vớt hết một cái bánh gato, sau đó mình chơi mấy viên thuốc tiểu đường để cho hạ đường xuống. Sư tin cách đó nó không phải là một cách khôn ngoan, chắc chắn là chết sớm. Đó. Cho nên tránh cái kiểu suy nghĩ này, bởi vì rất dễ dẫn đến việc coi thường ác nghiệp. Cách thọ bát quan trai giới tại nhà khi không có chư tăng và nhà cũng chưa có bàn thờ Phật, và cuối ngày thọ giới nên đọc kinh hồi hướng không? Thứ nhất là cái cách thọ bát quan trai ở nhà sư đã nói rồi, quý vị có thể đọc, tự đọc ở trong cái quyển màu xanh đó, tự đọc cũng được. Khi ở nhà không có bàn thờ thì mình có thể hướng về phía đông, tức là phía mặt trời đó, hướng về phía đông rồi mình phát nguyện cũng được. Hoặc là chúng ta có thể chuẩn bị một cái hình Phật ở trên điện thoại, rồi chúng ta để nơi trang trọng, sau đó chúng ta phát nguyện cũng được. Khi kết thúc ngày, quý vị có thể đọc kinh hồi hướng, nhưng nhớ cái kết thúc ngày ở đây là khi mặt trời mọc nha, chứ không phải là qua 12 giờ. Đó là tất cả các câu hỏi vấn đáp trong ngày hôm nay. Có câu thì sư cần phải tìm hiểu lại một số tài liệu để có câu trả lời chính xác. Thành ra sư sẽ trả lời sau. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên người xung quanh nơi đây. Cầu mong các ngài hãy thọ lãnh tùy ý, sau khi đã thọ lãnh rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đằng mê bùn nhân, niết bàn na sa, bạc cha yo, hồ tu, y măng nô, bùn nha phà gan, sáp ba sát tà năng, đề ma, sa tu, sa tu, sa tu. Hai câu này đó có ý nghĩa là câu thứ nhất á, y đằng mê bùn nhân nít ba na sa pạc cha yô hồ tú, có nghĩa là do phước báo mà tôi đã tạo hãy là duyên đưa đến niết bàn. Thì dù cho quý vị có nguyện thinh văn giác, độc giác hay chánh đẳng giác đều xài câu này được. Cái thứ hai là ý đăng vô bùn nha pha găng sắp ba sát ta năng đề ma, là phước báo này tôi xin chia đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Đó là ý nghĩa của hai câu hồi hướng. Và chúc quý vị an vui.